Rồi chào anh em, tiếp tục thì lại lôi ra con Marang 74D. Con này hôm nay cũng lâu rồi, test cho anh em hoài ha. Mới xé bọc ra luôn, em test xong em quấn bọc lại cho nó sạch sẽ đẹp đẽ ha. Khui ra nó vẫn như mơ à. Thì con này thì anh em biết rồi, 74D, một con ly Marang khá là chất. Trong cái tầm tiền của nó lên tới 84 thì nó lại không có lâu nét đâu anh em nha. 84 nó không lâu nét, 74 nó có lâu nét. 74D nha, 74 trơn thì không có hồi gỗ. 84D nó có hồi gỗ, còn 84 trơn thì nó không có hồi gỗ anh em. Đó. Con này hôm nay thì hôm trước em đang bán cho anh em với mức giá là 8.500.000. Hôm nay là bán giá xả cho anh em lỗ phí thôi. 7.500.000 anh em nha, 7.500.000 đấy. Thật ra bán mấy con cỏ cỏ này nè, lãi nó rất là ít anh em. Nếu mà tính theo lãi ngân hàng thì thôi coi như là lỗ đấy. Nhưng mà không tính theo lãi ngân hàng á, mà mượn ngân hàng mua ngân hàng mà bán là chết ngay. Đối với bán âm thanh bây giờ mà anh em vay ngân hàng bán là chết, là làm cho gọi là làm cho chúng ăn nha, vốn mình thì còn đỡ đó chứ không có lợi nhiều đâu anh em. Hôm nay thì bán con này với mức giá là 7.500.000 thì coi như là em đã lỗ phí, đã giá này là giá vốn em nha, lỗ phí ship nữa cho anh em. Nhưng thời điểm này thì bắt buộc rồi, anh em nào cũng xả, anh em nào cũng bán bớt đi cho nó ngớt hàng trong kho. Cuối năm dọn dẹp thanh lý, trả công nợ để ăn Tết ha. Năm nay thì ăn Tết chắc không được như mọi năm đâu anh em. Năm nay kinh tế khó khăn ha, bởi vậy máy hàng hóa nó cũng xuống giá nhiều. Mong anh em thông cảm, nói hơi dài dòng một xíu. Và chúng ta đi vào chi tiết là 74D. Hôm nay chỉ còn 7.500.000, máy đẹp nha. Con này với tầm tiền này anh em đánh những cặp ví dụ như là JBL Bass 30 á, nó hay hơn những cái con khác trong cái tầm tiền đó rất nhiều nha. Nó ngọt ngào đó anh em nha, nó ngọt. Nếu em sẽ so thì em sẽ so trực tiếp với con Amly thần thánh của đời nông hiện tại, với mức giá ngang ngang nó là 10.000.000, cao hơn nó nha. Bây giờ thì con này là 7.500.000. Thì tiếng em này là bass nó ngọt ngào, tiếng mic trung đép gì nó cũng ngọt hơn là con đời nông, ngọt hơn xanh xui mà nó êm hơn xanh xui, mình không phủ nhận. Nhưng mà không biết sao anh em lại ngày xưa em bán cũng nhiều lắm, bán rất nhiều luôn, mới đi săn là một con đẹp như thế này bán cho anh em mà nó cũng nằm đây, thì thôi Tết nay xả tiếp cho anh em thôi. Đây em đang ghép với cặp Bioner S707 nè, Bass 30 nè, 200W gì đấy. Có quay trong clip chi tiết cho anh em. Để anh khách nói con E202 này đánh không nổi con loa của anh 200W thôi anh thua. Coi bao nhiêu watt đây, 200W nè ha, 200W nè, 8 ohm ha. Đó. 200W đây, đánh con này nhiêu? Con này 220 nè, 220W tiêu thụ. Còn công suất thực tế ra loa thì nó nhỏ hơn con E202 nhiều rồi. Và con E202 kia thì em cũng vừa chốt cho anh khách ở Thủ Đức rồi anh em nha. Hẹn em dịp khác, hay là anh em lấy con này cũng được. Đó, con này thì thùng shop này em chốt cho anh khách ở Thủ Đức rồi nha. Đấy, anh em nghe thử nè, tiếng nó rất là đậm, êm. Anh em nghe chưa? Bát phê chưa? Đây, bát trên loa em đang để giống như mức 6 anh em nè, em xuống miếng luôn nè. Trép đang nằm đây ha, bát đây. Đó, quảng cáo rồi. Đánh hai cầu loa ha, có lâu nét này, ba lăng này. Đó. Theo như anh em chơi, nó là dòng digital monitoring amplifier B74D, có nghĩa là nó thừa hưởng được, anh em thấy chữ water A không, nó được thừa hưởng cái mạch, giống như là mạch gần như lát A nên tiếng rất là ngọt. Có nhiều ông đăng lên cái này là lát A không phải anh em nha, nha đừng có lộn anh em. Mình không biết thôi chứ giờ biết rồi không dám nói bậy ha. Bên em ai thường bảo em yêu hoài yêu mãi mãi.
con này đẹp lắm anh em nha, có cái clip chi tiết đó em quay á, anh em xem ha. À, chân rất là long lanh luôn nè. Đó. Sorry nè anh em. Đấy 0088 á, 1080088. Đó. Đây. Công suất tiêu thụ 220W nè, AC 100V anh em. Chân rắc anh em thấy là nó trắng phao không? Những con ốc nó còn rất là đẹp. Đó, anh em biết con máy nó đẹp cỡ nào rồi ha. Đó. Đó anh em nghe rumba nó êm rồi ha. Làm cái bản cũ anh em quen rồi mà. Quảng cáo nữa. Khổ ghê. Lo 11 triệu mà hay quá anh em ơi. Bây giờ còn có 7 triệu rưỡi ha anh em. Không chơi cái này nữa thì chúng ta chơi cái gì bây giờ? Đấy. Đó, rất là phê luôn ha. Làm đoạn chill and bass cho anh em nghe nha. Rồi chúng ta kết thúc ha. Đấy. Loa sale chỉ còn 11 triệu ha. Đó, âm ly chỉ còn có 7 triệu rưỡi thôi anh em. Mới mức giá này cực kỳ hợp lý cho anh em chơi. Còn anh em nếu mà lấy loa cả âm ly luôn á thì em tặng cho anh em thêm 5 mét dây loa để anh em kết nối nha. Đấy. Quảng cáo quá. Rồi, cảm ơn anh em nha. Thì anh em yêu cái món nào alo món đó. Giá luôn luôn là bao ship nếu chuyển khoản đủ. Còn anh em ship cọt thì cọc dưới em 20% giá trị sản phẩm. Em không bao ship cho ship cọt. Anh em nhận hàng, kiểm tra, thanh toán, trả luôn phí ship nha. Còn anh em chuyển đủ thì em bao anh em tất tần tật. Nhưng vẫn phải kiểm tra hàng khi nhận hàng. Đúng số series máy hay không anh em nha. Loa thì anh em chỉ cần khui ra, nhìn vào cái vân loa là anh em biết loa của mình hay không. Không cần nhìn số series nữa. Nó lẹ lắm, tùy theo cái mà chúng ta xem máy này phải nhìn số series ha. Rồi em kính chào anh em nha.